giới thiệu với bà con nha. Hoa giấy ghép rất là đẹp. Cái này là cái nào đó chị? Phớt hồng giống mới ha, rất là đẹp. Những cái kiểu dáng cây lắc lượng, wow, nụ quá trời nụ, dáng quái rồi, rất là đẹp nha bà con. Phớt hồng. Xin chào bà con, hôm nay mình chia sẻ cái khu vườn hoa giấy của chị Hảo rất là nhiều màu sắc nha bà con, để cùng giao lưu với bà con trên mọi miền Tổ quốc. Một là ship theo cái phương án gửi, hai là mình giao hàng tận nơi ha, với số lượng. Mọi chi tiết thì bà con cứ liên hệ gặp chị Hảo qua số điện thoại phía dưới màn hình nha bà con, để cùng chi tiết hôm nay rõ hơn thì mình gặp chị Hảo. Rồi, chị sẽ cho bà con biết được cái loại cây này, cái bông nó ra làm sao, rồi ví dụ như cái giá cụ thể hoặc là mình thương lượng gì đó thì chị cho bà con biết để mình có thể giao lưu trong clip này hả chị? Cái lô này là lô 5 màu, là 1m2 nè. Đây là màu đỏ, màu đỏ, màu cam, màu vàng nó còn nụ kìa. Đây là màu hồng đậm nè, cái này là hồng gân nha. Trắng thái là nó không phải là màu trắng, nhưng nó là hồng gân. Nó bự hơn xíu là nó sẽ ra màu hồng vậy. Cây vậy ha. Còn nguyên lô này là 5 màu hết luôn á. 5 màu, cái loại 1 cây 1m2 hả chị? Dạ, đúng rồi. Rồi, đây là cái tàn tán của nó là cao khoảng 1m2 hơn ha. Dạ, 1m2 trở lên. Còn cái gốc thì mình chưa nói tới, gốc là nó thuộc dạng như tùy theo cây. Nó quái quái, cổ cổ, nó đủ kiểu hình thức chân nha bà con. Mình sẽ cho bà con xem. Đây là gốc này đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. Về đây ha. Cái gốc này nó dạng quái quái nha. Tán tròn đều lên luôn á. Chậu này là chậu nhựa cứng ha. Thì mình cho bà con xem bên kia một tí đi. Có những cái cây cao hơn 1m2 nữa, có 1m4 ha. 1m4, 1m5 luôn á. Trời trưa nắng quá. Đều là ghép 5 màu hết hả chị? 5 màu hết. Vườn mình là vườn ghép 5 màu. Vườn mình còn rất là nhiều phía sau. Cái này thì có thể giá cả sao đây? Hay là giá này là giá 500.000 là tại vườn không bao ship. Tại chỗ ha. Tại chỗ 500k chưa tính tiền phí ship nha bà con. Bà con nếu mà số lượng lớn mà con liên hệ với chị để mà có cái giá thỏa thuận riêng nếu mà mua ship trên toàn quốc hay gì đó. Rồi mình sẽ và cái số 2 cây nhỏ hơn hả chị? Cây lớn hơn. Cây lớn hơn nữa đi, trong này. Cây này 1m5 trở lên. Em thấy tính tới chỗ cao chỗ này là cỡ khoảng cỡ 1m, cỡ hơn gần 2m luôn. Cao lắm bà con ơi. Ta tính tàn ngang thôi nè, không có tính giọt luôn. Cũng là ghép 5 màu luôn. Rồi, tới bên này là cây nhỏ hơn nha. Dạng hết nè, dạng này đi công trình dưới trồng leo vàng á. Là từ 1 màu cho tới 5 màu. Hôm nay là đi công trình bớt rồi đó, còn lại 1 2 màu thôi. Một cái dạng như vậy thì mấy cây này đẹp đẹp. Cỡ nhiêu cây đây? Cái này số lượng bao nhiêu cũng có luôn, tại vì có vườn lớn ngoài sau nữa. Số lượng nhiều luôn ha. Số lượng bao nhiêu cũng có. Cái tầm cao cây này là cỡ 1m2 hơn. Tính 1m2, tính mét thôi ha. Tính mét thôi. Mét thôi. Giá giá cả thì giá cả là tùy, một màu hai màu thì là 80.000, ba màu bốn màu thì 120, còn năm màu thì giá riêng, năm màu là 150, giá là không bao ship, còn giá lẻ là khác nha. Màu này cũng đẹp hả chị, màu giống vàng đồng quá ha. Không, vàng chanh á, kia là vàng chanh luôn ha. Kia vàng chanh, có vàng vàng cam, nhưng mà đây là vàng cam nè, vàng cam cái màu nó như cam cam. Còn kia vàng chanh nó khác. Rất là nhiều loại nha bà con. Vài chục ngàn, 80.000, 100.000, 120 gì đó ha. Giá là không bao ship nè. Rồi, giá tại nơi, tại chỗ nha. Tiếp theo là cái loại nhỏ hơn hả chị? Loại bonsai đẹp. Cái này cũng một màu cho tới 5 màu luôn. Cái này mùa mưa bông nó mưa, bởi vì người ta cắt cho nó nhiều đọt, nhiều bông. Cái cây màu đỏ không? Đó mà lùng lực ha. Còn cây này là 4 màu. Đó,
cây này mình gói ship thì cũng được nè, nó gọn. Còn mấy cái bự quá thì hơi bị khó ạ. Tiền ship cái giờ tiết cao. Cái kiểu này kiểu bonsai á. Cái mấy dạng là bonsai. Gốc quái quái không nha bà con. Gốc ghép. Cây này ra lúc trước là 5 màu nè, rồi phải cắt tán hết hả? Con lại định mình ra cho nó nhiều tược ha, cho nó dày đặc hơn. Gốc quái quái không luôn. Tiếp tục ra phía sau thôi đi. Cây rất là nhiều nha bà con. Cái này là chuẩn bị lên có ngoại nè, ngoại ghép 5 màu á. Không ơi, cái này không hay, nhưng mà đây là ghép giống mới luôn. Mới. Quá nhiều luôn bà con ơi. Bao la cây luôn. Đỏ lửa này. Đỏ lửa nhưng mà này nó sắp tàn hết rồi, mưa nó không có con. Nè đây đỏ lửa hả? Đó loại giống mới ha. Giống mới, cái này giống mới. Có cái loại giống mới bây giờ là gì, tím tuyết nữa đó. Ôi đủ thứ rồi. Hồng phấn phớt nữa nè ha. Đây nè, không? Hồng gân. Hồng gân ha. Trắng thái là kêu trắng thái. À. Cái này là lô 2 màu. 2 màu. Cái này anh chậu gì là cao có mét mét hơn tính mét đi. Giá cái này là khoảng vài chục ngàn hả ha chị. Báo 80.000 một màu, 2 màu 80.000 tại chỗ ha. Đây bà con ơi, đây là chuẩn bị ghép quá trình này. Nằm trong nhà lưới là để mình cho nó giảm ánh nắng xíu. Mưa à. Rồi những cái này là lá ngộ nè, giống như của thằng Ấn Độ ha. Tiếng Pháp hả? Tiếng Pháp không có lý nha. Còn mấy cây cha lớn trong đó là Ấn Độ ha 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 ha. Này chia sẻ khu vườn. Đây cẩm thạch. Tiếng bớm nè. Đây là tiếng bớm giống mới. Cái này là canh lửa. Tiếng lửa này. Ồ, tiếng đậm dữ. Tiếng lửa. Cái này là tiếng bớm. Tiếng bớm nó hơi lem lem trắng xíu. Hai còn cái tím bướm phải không? Tím bướm, hai cái khác nhau ha. Hoa à, quá đẹp luôn mọi người. Răng giống mới luôn. Đây, sọc hồng giống mới luôn. Sọc hồng. Sọc hồng nhiều người kêu hồng răng đó. Hồng răng khác, hồng răng đây. Quá trời đẹp luôn rồi bà con ơi. Đây là về ổ cam lửa. Cam lửa này giống mới luôn. Đây, bên này coi quay cẩm thạch luôn. Cẩm thạch là cẩm thạch tím. Đây cẩm thạch. Mấy cái này là cũng vài trăm ha ha ha. Vài trăm hả? Cái này là 400.000 á, giá tại vườn. 400.000 giá tại chỗ ha. Tại vì là toàn là gốc Mỹ, gốc quái, gốc bự không á. Mấy cái này gốc đẹp đẹp không ha bà con ơi. Cái này nó lùng lực, cái dáng nó cũng thuộc cái dạng giống như là hơi quái quái bonsai, quái quái nè. Bắt lượng gì đủ kiểu hết. Hoa giấy thì nó đặc trưng có cái là nhờ cái củ nữa, cái gốc. Ngoài cái bông ra mình chơi cái gốc bonsai. Rồi, chở ra ngoài trước đi. Màu này được hai cái màu này dễ lộn quá ha. Đây nè. Màu cam với màu vàng ha. Có màu vàng cam á. Quá đẹp. Ghép ngũ sắc là đa số nha bà con. Thường hoa giấy là người ta kết hợp nhiều màu. Cái này tỉnh thì nhiều lắm luôn. Cái này là giống mới nè, lá vàng nè. Màu tím, bông màu tím nhưng mà lá vàng. Tím, lá vàng ha. Giống mới là lá vàng. Một cây vài chục ngàn cũng có, vài trăm ngàn cũng có luôn nha bà con. Lô đồng lớn nè. Đây ha. Đây vô cái dạng bình bông. Đây, tím tuyết nãy mình nói ha. À, này giống mới ha. Tím tuyết nha bà con. Nó sai bông như lắm luôn. Ừ đúng rồi, đây nè. Đây nè. Này mới chuẩn bị nó nở nở hoa nè, quá trời nè. Đúng rồi, cái này cũng tùy thuộc vào cái thời tiết nữa. Và lượng nước nữa. Quá trời cây luôn rồi. Này là cẩm thạch luôn. Cẩm thạch lớn.
đâu để ha. Cái này tiên nữ ha. Ha ngộ ta. Ừ, kêu tiên nữ. Rồi này nay tiên nữ giáng trần. Rồi, rất là ngộ, đẹp. Rồi, mình cùng đi ra ngoài trước nha bà con. Những cây chuẩn bị ghép, đã ghép rồi. Bà con nào giao lưu thì cái đường xá rất là thuận tiện nha. Thế chạy đến nơi thì cái đường ra 3 mét, rộng như vậy nha bà con. Phong cảnh là hữu tình. Đây là tiếng Pháp à, tiếng Pháp à, cái tiếng Pháp có nó đang có hoa đó không à. Đỏ lửa. Như, như ví dụ như một cây đỏ lửa, ghép cũng là ghép nhưng mà đỏ lửa không thì giá khoảng như thế này. Cái này chừng 350 à. Cái này là 350. Tại vì cái loại giống mới giờ nó giá còn cao. Này cái này có là tím à, tím Pháp không? Tím Pháp. Tím Pháp lá cũng vậy nha bà con. Quế thì lá nó nhỏ. Bông to ha. Rồi. Nhìn cái dáng lá này thấy cũng đẹp đó. Màu hoa cũng cũng sặc sỡ được, nó đậm màu. Rồi, đây cũng thái nè, thái ghép 4-5 màu ha. Rồi. Đẹp ta. Nói chung là hoa giấy là đa số nhiều màu nha bà con. Rất là nhiều màu. À, bên này cũng có mấy cây ghép nữa nè. Đó, bà con thấy không? Rất là đẹp. Cẩm thạch. Cẩm thạch ghép. Đây mấy cây cây lớn. Rồi. Đây là cũng cái chậu 2 3 4 màu ha. 5 màu nè. Nè, đỏ, cam, vàng, hồng. Hồng răng 5 màu luôn. Đây cây này đỏ, cây này ghép 5 màu. Ví dụ như cái cây 5 màu à, ví dụ như bên kia trong kia là 80.000 thì còn cái này. Cái này 5 màu là 150. Màu 150 ha, giá là cưng báo tại chỗ ha. Báo tại chỗ luôn. Rồi. Không bao ship. Không bao ship. 150. Bà con nào muốn hai cây thì 300.000 nhưng mà tiền phí ship thì bà con tự chịu. Người công cái làm sao? Không, không, không tính công ha. Thôi thôi. Cũng được, túi giường bán thì cũng thoải mái. Rồi, hoa giấy 5 màu ngũ sắc 150 một cây. Quá đẹp. Rồi mình kết thúc clip đây nha, mình chia sẻ với bà con nhiêu đây thôi ha. Còn nữa không? Hồng răng đó. Rồi, thôi kết thúc clip. Chào cô Hảo. Bye bye. Cảm ơn bà con đã xem clip nha. Hẹn bà con gặp lại vào những clip khác.